Hi, xin chào quý các bạn. Trong video clip hôm nay tôi ngồi trong nhà này, ngồi trong nhà đây. Nhìn ra tôi thấy cái con thằn lằn đây. Thằn lằn bị vô tình bị kẹp ở trên cánh cửa đây quý vị. Và tôi chợt nhớ ra một cái bài thuốc rất là quý giá mà tôi muốn chia sẻ đến mọi người. Đây. Con thằn lằn là con này đây. Hình như ở ngoài Bắc người ta gọi là con thạch sùng ấy anh em. Quý vị thì là con này này là con thằn lằn, ở đây gọi là con thằn lằn. Thì cái bài thuốc hôm nay là tôi muốn chia sẻ đến mọi người là cái bài thuốc từ con thằn lằn đây, mà con thằn lằn với điều kiện là mình vô tình mình đóng cửa bị kẹp nha mọi người, là trị hen xỉn nha mọi người. Đây là con thằn lằn đây, vô tình mình đóng cửa như thế này này, nó nằm ở đâu đấy nó dính, nó kẹp nó, thì đấy là con thằn lằn được trị bệnh hen suyễn rất tốt. Cách dùng thì các bạn lấy con thằn lằn này đốt cho đem rang đi cho nó thành than hết ra, rồi lấy cái than đã nghiền nhuyễn nghiền nát hết ra, rồi cho cái người bị hen suyễn ấy uống, người bị hen 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 xiển hen bệnh hen, tóm lại là bệnh hen. Còn có xiển không tôi không biết, bởi vì hồi đợt trước là nghe má ông lớn nói vậy, là cái con thằn lằn này bị hen ấy, là đốt cháy con thằn lằn này ra, là coi như cho rang cháy thành than hết rồi, nghiền bỏ trong ly nước pha ít nước là cho người bị hen uống. Thì đấy là con bài thuốc ngày hôm nay tôi vô tình thôi, tôi cũng được nhớ ra rồi muốn chia sẻ luôn cho quý vị cho đỡ tôi quên. Thì tôi ngồi trong nhà, tôi ngồi trong máy á, trả lời mấy bình luận của anh em ấy, thì tôi thấy, tôi vô tình tôi thấy nên tôi chia sẻ cho anh em luôn. Và một câu nói rất là quen thuộc nữa là tôi muốn nói đến quý vị là quý vị, tôi không khuyến khích quý vị làm theo cách của tôi, nhưng khi không còn phương pháp nào khác, quý vị hãy áp dụng cách của tôi. Đó là một câu nói mà trong video clip nào tôi cũng nói đến quý vị. Như vậy là chào và hẹn gặp lại quý vị ở những clip sau.